Thanh Trường, Ngọc Tuệ, thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2023, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Quý báu trong mắt Chúa, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Esai chương 43, từ câu 1 đến câu 7. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị và các bạn cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh nền tảng Esai chương 43, câu 1 đến câu 7, bản truyền thống hiệu đính. Bây giờ, Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Gia-cốp, đấng đã dựng nên con, hỡi Israel, đấng đã tạo thành con, phán: Đừng sợ, vì ta đã cứu chuộc con, ta đã gọi đích danh con và con thuộc về ta. Khi con vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của con, đấng thánh của Israel, cứu Chúa của con. Ta ban Ai Cập làm giá chuộc con, Cút và Sheba để thay thế con. Vì ta xem con là quý báu và đáng chuộng. Chính ta đã yêu con, nên ta sẽ ban người thế con và ban các dân tộc thay mạng sống con. Đừng sợ, vì ta ở với con. Ta sẽ đem dòng dõi con đến từ phương Đông và quy tụ con từ phương Tây. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng hãy buông tha, và bảo phương Nam rằng đừng cầm giữ lại. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa xăm, đem các con gái ta về từ nơi tận cùng cõi đất, tức là tất cả những người được gọi bằng danh ta. Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Quý thính giả thân mến, phần chú giải cho chúng ta biết một số thông tin về phân đoạn Kinh Thánh hôm nay như sau. Hai lần trong Esai chương 43, tuyển dân của Chúa được truyền lệnh đừng sợ hãi. Đừng sợ vì ta đã cứu chuộc con, và đừng sợ vì ta ở với con. Theo sau mô hình đừng sợ vì là một hành động thiêng liêng được lặp lại cách nhất quán trong Kinh Thánh. Mỗi khi Đức Chúa Trời kêu gọi dân Ngài đừng sợ hãi, để kiềm chế nỗi sợ hãi, Chúa sẽ ban cho dân Ngài những lời hứa, hành động hoặc lẽ thật về Ngài. Hành động cứu chuộc, giải cứu hay cứu rỗi là điều đã xảy ra trong Esai chương 43 câu 1. Mặc dù trước mặt dân Israel là một con đường gian truân, nhưng đấng cứu rỗi sẽ ở cùng họ. Sự hiện diện của Ngài xóa tan nỗi sợ hãi. Thật yên tâm biết bao khi biết rằng dù cuộc sống có đi về đâu, chúng ta cũng không cần phải sợ hãi. Tác giả Thi Thiên đã nói: Dù khi con đi trong trụng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con. Câu gốc hôm nay được chép trong Esai chương 43 câu 4: Vì ta xem con là quý báu và đáng chuộng. Khi còn nhỏ, mình thấy cha mình vô cùng khó tính và xa cách. Ngay cả khi mình bị ốm và cần đi khám, cha cậu vẫn cầu nhau rằng chuyện đó thật phiền phức. Một lần nọ, cậu tình cờ nghe cha mẹ cãi nhau và biết được cha đã muốn bỏ cậu khi còn trong bụng mẹ. Mãi đến khi trưởng thành, lòng cậu vẫn đau đớn cái cảm giác mình là đứa con không được chào đón. Khi mình tin nhận Chúa Giê-xu, cậu cảm thấy thật khó để tương giao với cha thiên thượng, mặc dù cậu biết Ngài là cứu Chúa của đời mình. Giống như mình, nếu thiếu tình thương của người cha trên đất, chúng ta cũng thường nảy sinh nghi ngờ trong mối quan hệ với Chúa. Chúng ta sẽ tự hỏi: tôi có phải là gánh nặng cho Ngài không? Ngài có quan tâm đến tôi không? Nhưng cho dù người cha trên đất có im lặng và xa cách, thì cha trên trời của chúng ta luôn gần gũi và cất tiếng dịu êm: chính ta đã yêu con. Trong Esai chương 43, Chúa đang phán với tư cách là đấng tạo hóa và là cha chúng ta. Nếu bạn băn khoăn không biết Chúa có muốn chăm sóc bạn như con cái Ngài không, thì hãy nghe lời Ngài phán với dân sự:
Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa xăm, đem các con gái ta về từ nơi tận cùng cõi đất. Nếu bạn băn khoăn không biết đối với Chúa mình đáng giá bao nhiêu, thì hãy nghe lời Ngài khẳng định: Ta xem con là quý báu và đáng chuộng. Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Chúa Giê-xu đến chịu chết, để những ai tin Ngài sẽ được ở với Ngài đời đời. Vì những lời Chúa phán và những việc Chúa đã làm cho chúng ta, hãy tin chắc rằng Ngài luôn trân trọng và yêu thương chúng ta. Bạn kinh nghiệm gì trong mối liên hệ với Cha Thiên Thượng? Làm thế nào để bạn nhắc nhở bản thân rằng bạn thật quý giá đối với Ngài? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu, con muốn được sống mỗi ngày như một người con quý báu và đáng chuộng trong mắt Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, ước mong rằng lời Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.